Xin kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến buổi chủ CD học cùng sinh viên EADX. Mình là Nguyễn Trần Cao Vĩ Phúc, hiện đang là sinh viên khoa 3 của trường đại học EADX. Mà số sinh viên của mình là COV 021HD022. Và hôm nay chúng ta đến với bộ môn Focus on Silence. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với từ khóa mang tên chính kiến. Và chính kiến là nền tảng đạo đức và là những giá trị, những tư tưởng của trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. Nó được hình thành nên từ những giá trị, quan điểm và chính lòng dũng cảm. Chúng ta mà sống thì phải có chính kiến, vì chúng ta sống phải cho riêng mình, mà chúng ta sống là phải đưa ra những ý kiến của bản thân mình để chúng ta có những suy nghĩ và chính kiến của chúng ta. Để suy nghĩ gì chúng ta phải hành động và đưa ra những ý kiến đấy. Đừng để những ý kiến của người khác làm lung lay những ý tưởng, những gì mình tin tưởng nhất để làm nó ảnh hưởng đến những quyết định của mình. Chúng ta hãy tin vào bản thân của mình hơn, tin vào những giá trị mình đã làm được và luôn luôn là không ngừng cố gắng và đưa ra những quyết định mà mình mặc chính trái tim mình để mình có thể hướng đến sự thành công và sự tự do cho bản thân mình. Đó chính là điều mà chúng ta sống phải có chính kiến, tạo ra cho mình những điều mà chúng ta cách biệt, tác biệt. Vì khi mà chúng ta tạo ra một sự có chính kiến riêng thì chúng ta mới sống có lập trường vững chắc. Và đó chính là những gì mình muốn chia sẻ cho mọi người về từ khóa chính kiến. Hãy tin vào bản thân của mình và hãy nói lên những ý kiến và tự hào về những gì mình đã đạt được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.